tạo ảnh anime trên ứng dụng TikTok các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết cùng làm với mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở TikTok lên nè. Ở đây các bạn nhấn vào dấu cộng nè. Chọn chữ ảnh ha. Rồi các bạn chọn vào chữ hiệu ứng nè. Ở góc tay phải các bạn nhấn vào cái mũi tên đi lên nè. Rồi, các bạn nhấn vào cái kính lúp ha. Ở tìm kiếm này các bạn nhập chữ AI nè. Rồi các bạn chọn cái đầu tiên ha. Rồi các bạn sẽ nhấn vào dấu cộng nè. Chọn cái bức ảnh của mình nha các bạn. Rồi các bạn đợi chút xíu. Đây là bức ảnh đã được tạo rồi nha các bạn. Các bạn nhấn vào cái ô tròn trắng nè. Rồi các bạn nhấn vào cái mũi tên đi xuống đây nè. Ở góc tay phải ha các bạn. Để lưu ảnh về nè. Rồi vậy là xong. Trở ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần ảnh nha. Vào camera nè. Đó, chọn bức ảnh đầu tiên nè. Đó, cái bức ảnh này là mới vừa tạo xong rồi các bạn. Phạm Tâm chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.